Ở đây lại có một cái hay ho nữa này. Nhìn ghê không? Mình vén ra cho các bạn xem nhé. Sợ không? Các bạn có thấy bị ám ảnh không? Qua cả tóc này. Các bạn có thấy bị ám ảnh không? Sợ nhỉ? Vãi đái thật. What's up anh em? Chào mừng anh em đến với lại vlog cuộc sống Đài Loan của mình. Thì gần đây ở trên thế giới đã rộ lên một trào lưu rất là hot. Một trào lưu gọi là gì nhỉ? 24 giờ thử thách dọn rác ấy. Thì trào lưu này không biết là được bắt nguồn từ một YouTuber nào đó đã thử thách mình, đó chính là dọn một bãi rác trong vòng 24 giờ để truyền tải cái thông điệp bảo vệ môi trường hoặc là không vứt rác bừa bãi. Tại vì ok, như các bạn đã biết rồi, vấn đề rác thải thì là vấn đề rất là lan dài đúng không? Ok, thì để cái hưởng ứng cái phong trào đây, hưởng ứng cái trào lưu ấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái video. Đây. Cái bãi rác này thì thực ra là lý do tại sao mà hình thành những bãi rác này. Thì những cái khu đất này là khu đất mà kiểu dạng như là các nhà thầu người ta đã mua rồi nhưng như người ta chưa xây công trình gì cả. Tức là người ta quây những cái tấm tường bê tông này vào để gọi là để quây để đấy thôi. Thì kiểu người dân kiểu như là cha chung không hay khóc ấy. Thì cứ không phải đất nhà mình thì mình cứ tiện tay mình vứt. Thì mỗi người vứt một ít thì nó sẽ thành nhiều. Đấy, chứ người này nhìn thấy có người vứt rồi thì người khác lại vứt vào. Đấy, cứ thế thì càng ngày người ta hình thành một bãi rác như thế này. Đó. Thế nên là mình sẽ thực hiện cái thử thách đó là dọn cái bãi rác này để xem là đợi trong vòng 1 hoặc 2 tháng sau xem bãi rác này nó có nhiều lên hay không, hay là nó sẽ giảm đi và không ai vứt nữa. Tức là mình sẽ cố gắng dọn làm sao thật sạch. Còn sạch đến bao giờ thì mình không biết. Ok, bây giờ sẽ mời các bạn sẽ cùng mình theo dõi video và chung tay cùng làm video. Ok, ở đây mình có chuẩn bị một cái kẹp để chẳng may mà có những cái gì nó sắc thì mình còn không bị dính vào. Không biết anh bạn kia là người Việt Nam hay người gì nữa. Ở đây cũng quả bóng tennis này, hay nhỉ. Để đây. Rác nào mà mang tính chất như kiểu là rác hữu cơ có thể tự phân hủy được thì mình chắc là mình sẽ không dọn. Tại vì mình chuẩn bị ở đây có 10 cái bao thôi, mà nếu mà dọn hết tất cả các loại rác như kiểu là gỗ này, lá cây này hoặc là giấy này thì không biết đến bao giờ. Ok, mình sẽ dọn những cái mà nó kiểu như là làm nguy hại đến môi trường như kiểu là ni lông này, nhựa này. Đó, đại khái là những cái như vậy. Ok. Được mấy cái đồ chơi liên thiên này các bạn ơi. Kiểu siêu nhân, siêu dũng các thứ này. Đó. Đây là cái này cái gì quay này. Không quay nữa rồi. Với cả cái xe này nữa. Tào lao. Thank you.
Ở dưới cống này có một cái kinh dị vãi. Các bạn thấy gì chưa? Nó nhìn giật hết cả mình. Cái đầu người. Các bạn thấy không ạ? Nhìn giật hết cả mình. Ôi. Cái đầu này kiểu như là kiểu nhà các cái tiệm kiểu như là làm về làm đẹp, người ta tập cho các học sinh tập xong người ta vứt ra đây. Ui, kinh thế. Cái đầu người kìa. Đồ người giả, đồ người nộm ấy. À, nhạt 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 nhìn nhìn thấy ghê thật. Hú hồn. Đây, bên này còn một bãi nữa. Tí nữa không biết có dọn được không. Kia có cả cái ghế tựa to đùng kìa, người ta vứt đi. Lãng phí đấy nhỉ. Này vô ý thức nữa. Vứt ra đây. Không biết hôm nay có dọn hết được cái khu này không nhỉ. Còn ở đây thì người ta vứt luôn cả cái tivi to hự. Nhưng mà tivi đời cũ rồi, tivi đời không phải tivi siêu mỏng rồi, tivi của Sampo đúng không? Sampo đấy. Vứt cả tivi ra đây, cả rác. Đủ mọi thứ. Còn ở đây thì gì đây? Nguyên một bộ cốc thủy tinh. Kiểu như của nhà hàng hay sao ấy, kiểu như cốc như của nhà hàng hay sao ấy. Người ta vứt ra đây. Đó. Thôi cũng chả quan tâm gì. Đây là cái gì? À đây cũng là cốc. Hiện tại là mình dọn đã được một lúc rồi. Cũng rất là mệt rồi, trời bắt đầu nắng lên rồi. Mà khung cảnh bên trong vẫn chưa gọi là khá hơn một chút nào cả. Dã man thật. Ở đây những cái kiểu dạng như là những cái chai vỡ, mảnh sành vỡ rất là nhiều, nên là đôi khi mà cầm phải cẩn thận, nếu không là đứt tay là rất là nguy hiểm. Đây là cái gì? Hả? Đây là cái quả bong bóng. Đây là một cái quả bong bóng. Kinh vãi. Những cái kiểu dạng chai rượu, chai bia, những cái mảnh sành rất là nhiều. Mà không biết được có hết không, nên là mình sẽ đựng riêng những cái loại đấy ra một bao riêng. Để xem là có hết không. Nếu mà không hết thì mình phải đành dùng cái cách là tập trung vào một chỗ. Để khi nào có những kiểu như là những cái người mà thi công công trình ấy, người ta đến đây thì người ta sẽ thu đi một thẻ, thì người ta đỡ phải mất công đi nhặt nhạnh từng cái một. Rất là nhiều vỏ chai luôn. Còn để cho các bạn thấy, đây, những cái loại vỏ chai như này rất là nhiều luôn. Họ uống rất là nhiều. Không biết là chai gì, khả năng là chai rượu rồi. Mình nghĩ là rượu. Nhiều lắm. Mình sẽ nhặt vào bao. A few moments later. A few moments later. Ok. Sau một thời gian mình đã thực hiện cái thử thách là gọi là dọn rác xung quanh đây, thì mình cảm thấy là mọi thứ thì cũng khá là ok rồi. Chỉ còn lại những cái thứ rác nó rất là nhỏ, hoặc là những cái miếng kiểu như mảnh xanh này này, mình nhặt không hết, rất là nhiều. Thì không biết là cái thử thách này mình đã thực hiện thành công hay chưa. Thì nếu mà các bạn cảm thấy thành công rồi thì hãy cho mình một like, một share hoặc là một đăng ký để ủng hộ cho mình, cũng như là truyền tải cái thông điệp ý nghĩa này đến với tất cả mọi người. Đó chính là hãy bảo vệ môi trường, đừng vứt rác bừa bãi. Thì hy vọng là hành động này sẽ góp phần một chút nào đó công sức cho xã hội này, để xã hội có thể tốt đẹp hơn, sạch sẽ hơn và văn minh hơn. Ok.
Thì mình nhặt rác thì được đôi 4, 6, 8 8 bao. Còn lại những cái thứ kiểu dạng như mảnh xanh này mình nhặt không hết, rất là nhiều. Đó, mình cảm thấy như rác ở đây hình như là kiểu dạng như là rác của, rác sinh hoạt của gia đình ấy. Rất là nhiều những thứ rất là nhỏ vặt, mình nhặt 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 không hết luôn. Đấy. Thì cảm ơn anh em đã xem video, và nếu anh em thấy video là hay ý nghĩa thì hãy ủng hộ cho mình một đăng ký hoặc là một like hoặc một share để ủng hộ cho mình có động lực làm những video hay hơn, ý nghĩa hơn gửi đến cho anh em xem. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hãy bảo vệ môi trường nha. Yeah.